Vâng, các bác khách đến từ Cát Linh, ngoài thủ đô Hà Nội đến với Ngọc Quang mua cặp loa 252V. Đây là những cặp loa để chuyên để phối ghép với cả loa bầu Mỹ. Đây là số 102, đây là cặp loa số 102 để ghép vào loa bầu. Vâng, một cặp loa cực hay, phải nói nó là cực phê luôn. Nó là một cặp loa đứng đầu trong dòng loa lắm. Và cặp loa này thì rất chi là hiếm các bạn. Và bên Ngọc Quang cũng đang gần như là hết rồi. Đấy, được các bác đến từ thủ đô Hà Nội nhá. Bây giờ đang chuẩn bị là 9 giờ rồi, 8 rưỡi. Các bác đến với Ngọc Quang thì trời đang mưa, trời ngoài đang đổ mưa các bác nhá. Đấy, đang đổ mưa mà các bác vẫn đến với Ngọc Quang. Và sắm cho mình một cặp loa thậm chí là nó đẹp gần như mới. Những bác khách ở nhà bảo sao nó đẹp đến thế này, đẹp đến ngỡ ngàng luôn các bác nhá. Đây này, đấy, đẹp như thế này thì các bác xuất sắc chưa, phê hết lớp rồi, phê hết lớp rồi các bác nhá, không có một điểm trừ. Cặp loa quá phê luôn, phê nhá, phê 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 loài ơi, phê chưa. Và nếu mà không phải xích nha, em đền 10 lần tiền luôn, được chưa? Phải hết lắc rồi. Xin thưa với các bác, những cặp loa này em chuyên cung cấp cho các bác ở ngoài, nhiều nhất là các bác ở ngoài thủ đô Hà Nội, các bác ở Bắc Linh và các bác trong miền Nam. Và nói chung là các tỉnh thành là em cung cấp những sản phẩm này rất nhiều, nhưng số lượng không có nhiều đâu các bạn, số lượng cực kỳ có hạn. Vâng, rất chi là cảm ơn các bác khách đã tin tưởng và đến với Ngọc Quang. Và những cặp loa này em chuyển nhất là các bác ở trong Thanh Hóa, mà nhiều bác chơi rất nhiều dòng loa, chơi những sản phẩm loa bầu Mỹ thì luôn luôn hướng tới 252V hoặc là 450V. Đấy là những sản phẩm cực kỳ là hay để phối ghép với cả loa bầu Mỹ. Đây là sự lựa chọn số 1 của tất cả các bác đang chơi loa bầu. Nói là phê hết lớp, phê hơn con TT nhá. Để được mắt cắm một mình chưa âm ly. Đi thẳng luôn nhỉ? Đấy, không thẳng đây ạ. Vâng, không, đây, bác xem. Đấy, thẳng nhá. Chiếc điện thoại ra, không qua một cái gì hết. Vâng, rất đơn giản là không đầu đĩa, không biết gì. Đọc cái điện thoại thôi. Chỉ một mình cái điện thoại ra âm ly rồi ra loa thôi, không có cái gì cả. Đấy, trực tiếp nhá, không cắm vào đâu cả. Các bác cứ yên tâm. Đấy, các sản phẩm không cắm qua thiết bị gì khác, mà đưa ra chất âm phê như này. Vâng, rất cảm ơn các bác đã tin tưởng bên Ngọc Quang. Và các bác cũng yêu cầu hãy điện cho em theo hai số máy trên tập điện màu xanh này.